Để giúp cho nông dân giảm bớt chi phí trong sản xuất, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đức Huệ đã tổ chức trình diễn mô hình canh tác lúa theo hướng hữu cơ có sử dụng chế phẩm sinh học phân quỹ rơm rạ trong vụ thu đông năm 2022. Mô hình trình diễn tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ được thực hiện trên diện tích lúa 0,5 hectare, giống sử dụng là OM576 chất lượng tốt, áp dụng phương pháp xạ hàng với mật độ 120 kg trên 1 hectare. Trước khi xạ có sử dụng chế phẩm sinh học Sumitri xử lý rơm rạ, đồng thời áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp để giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Qua đánh giá hiệu quả so với ruộng đối chứng cho thấy, điểm trình diễn đạt năng suất 7,25 tấn, ruộng đối chứng đạt 6,7 tấn. Như vậy, năng suất của ruộng trình diễn tăng 60 kg trên 1 hectare so với ruộng đối chứng. Từ hiệu quả của mô hình điểm này là cơ sở để nhân rộng mô hình trong toàn huyện.